bị siêu hợp bay tất cả có mịn mà đặt bên này siêu hợp bi thì tạm đi bên năm đêm tích lon cờ trên cờ từ bên xa nọ cờ mịn mà cờ tạm với cây không nề tới cờ bên mà nhiều siêu kinh tinh mịn như hai lăn la mịn mà cờ tạm với cây rồi lăn đi bên không nề còn cờ tuổi cả xa nọ. Thưa tất cả toàn thể quý vị kính mến, cư dân ấm áp ngọt ngào hạnh phúc thiêng liêng thì đã có sự góp mặt đồng đủ của tất cả toàn thể quý vị trên sân khấu tình yêu đôi tân lang tân dân nhân hạnh phúc cùng đã trở về nụ cười viết mắng của các bậc làm cha làm mẹ hiện rõ trên đôi môi và thay lời cho ban tổ chức tôi xin trân trọng tuyên bố gia đình buổi lễ thành hôn kết nối tình phu thê cho đời nương cho tải cái xác cho để cho lan ibrid dễ trên cùng cô dâu siêu happy sẽ được chính thức. Ấm cúng và chương trình của chúng tôi cũng đã chính thức tuyên bố với một không khí sôi động và tiếng pháo hoan hỉ chúc mừng cho hạnh phúc cho đời thương trải dài cái sắc ngày lúc này đây và tất nhiên quý vị chúng ta đến đây với một ý nghĩa sâu sắc đó là sẽ tình cảm thân thương để có chúc đến cô dâu và chú rể sẽ tình cảm thân thương để chúc mừng cho hai họ và tất nhiên để đáp lại tình cảm thân thương sâu sắc từ tất cả toàn thể quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp đến với sân khấu để lắng đọng đôi lời cảm ơn phát biểu từ hai bên gia đình khi gặp đến tất cả toàn thể quý vị ngày hôm nay. Để được lắng đọng đôi lời cảm ơn để kết nối tình suy ra rất là trân trọng kính mời hai bên gia đình của chúng ta sẽ xuống và họ viên dự tiếp đón khách tất nhiên vừa giờ và chủ đề của chúng tôi vẫn sẽ thực hiện những nghi thức và chương trình của chúng tôi sẽ cùng diễn ra trân trọng kính mời ạ. Kính thưa tất cả toàn thể quý vị kính mến, thời gian tìm hiểu yêu nhau thì chắc hẳn cũng đã có một khoảng thời gian rất là dài nhưng để thực hiện những công việc chung thì tất nhiên sẽ chưa có thì ngày hôm nay bước tiệc trân trọng để cùng bước ngoặt của cô dâu và chú rể của chúng ta ngày hôm nay sẽ cùng thực hiện những nghi thức từ công việc nhẹ nhàng đơn giản đến những công việc khó khăn sẽ luôn trọn vẹn thì sẽ được mời đôi hương sẽ cùng trở về với chiếc bánh kem ngọt ngào hạnh phúc để có sự chia sẻ. Vâng ạ, xin mời ạ, và sau đó sẽ cùng trở về với các ly hạnh phúc trong chiếc nước ngọt ạ. Vâng ạ, xin được mời ạ. Vâng ạ, chắc hẳn với một nghi thức đều có một ý nghĩa riêng biệt của mình và nghi thức cắt bánh kem tình yêu để minh chứng cho một tình yêu ngọt ngào hạnh phúc để có sự chia sẻ niềm vui, chia sẻ nỗi buồn để cùng giúp đỡ nhau hoàn thiện trong tương lai.